Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ 22 đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2025 đối với sản xuất nông nghiệp là tập trung quy hoạch theo vùng, nâng cao giá trị sản phẩm. Trên cơ sở đó, huyện chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trọng tâm là sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị, trồng, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm cây trồng để nâng cao giá trị canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân. Mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra đó là xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, từng địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. Nhất là với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất gắn với chế biến, nhận diện sản phẩm, truy xuất nguồn gốc để nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng. Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã báo cáo với Ban Thường vụ và Thường trực tỉnh ủy cho chủ trương là đề xuất với tỉnh là cho chủ trương thí điểm về phát triển nông lâm nghiệp bền vững của huyện Bảo Yên với các nội dung là cho phép huyện kêu gọi sử dụng các nguồn vốn hợp lý, những vốn đầu tư, vốn vay để tạo quỹ đất này, để thu hút các nhà đầu tư, nhà máy chế biến nông lâm sản và có chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư về chiến lược để phát triển chế biến sâu sản phẩm từ quế, từ gỗ, từ chè và dâu tằm. Trong quá trình thực hiện sản xuất, canh tác, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng gắn liền với thị trường, đa dạng với định hướng chủ đạo phát huy lợi thế của huyện để phát triển sản xuất, đó là 5 cây, 3 con, gồm cây quế, cây chè, hồng không hạt, bảo hà, cây xả, lấy tinh dầu, cây dâu tằm. Những loại cây trồng chủ lực này đã được huyện quy hoạch phát triển mang lại hiệu quả kinh tế với hàng chục nghìn hecta. Đối với chăn nuôi, huyện tập trung vào 3 con có thế mạnh của huyện để chỉ đạo phát triển, đó là con trâu, gà đồi, vịt bầu, nghĩa đô. Phòng tôi đã tham mưu với huyện ủy, ủy ban huyện xây dựng cái đề án phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Trong đó mục tiêu là đạt đến năm 2025 đạt thu nhập bình quân cho một ha là trên 100 triệu đồng cho một ha. Để đạt được mục tiêu này thì chúng tôi đã tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm một thực hiện, trong đó tập trung chính vào phát triển cái lúa chất lượng cao, cây rau, cây hoa và cây ăn quả, đặc biệt là huyện Bảo Yên là với thế mạnh là phát triển cây nông nghiệp, trong đó là có cây quế. Với định hướng sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế, đến nay cuộc sống của nhiều hộ dân của Bảo Yên đã có nhiều đổi thay. Như ở xã Vĩnh Yên, từ việc trồng quế, không ít gia đình ngày càng có cuộc sống đi lên. Việc ươm quế này thì phục vụ cho bà con nhu cầu trồng rừng. Còn cây quế thì đối với bà con có nguồn thu nhập từ lá, từ cây này, từ vỏ này và tận thu, cây quế này tận thu. Thì so với các cây khác thì em thấy cây quế này hiệu quả kinh tế cao hơn. Đảng ủy ban đã xây dựng cái kế hoạch, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân về vấn đề cách thức kỹ thuật trồng cũng như là kỹ thuật khai thác, nào là chăm sóc, về kỹ thuật chăm sóc để đảm bảo đúng theo quy trình. Như khai thác thì cũng không thể khai thác ồ ạt, phải khai thác đúng theo quy trình hướng dẫn. Đấy, như cách thức trồng cũng vậy. Có thể thấy mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên đề ra trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục lựa chọn 5 cây 3 con là rất phù hợp và có triển vọng cao. Hoàn thành mục tiêu này, huyện sẽ hoàn thành được mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân đúng với tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên lần thứ 22 đã đề ra. Thank you.